Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bình Định thực hiện chỉ thị 15 phòng dịch Covid-19 tạm ngưng nhận người về quê. Và theo thông tin từ báo Thanh Niên thì tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 để phòng chống dịch Covid-19 và tạm dừng tiếp nhận người tự phát về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện chỉ thị 16. Sáng ngày 31 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết địa phương sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 để phòng và chống dịch COVID-19 kể từ 6 giờ ngày 1 tháng 8 trên phạm vi toàn tỉnh. Riêng thị xã An Nhơn và xã Cát Tường vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị 16. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đến ngày 31 tháng 7, tỉnh này đã ghi nhận 176 ca mắc COVID-19. Ngoài các ca nhiễm từ các vùng dịch về tỉnh, còn có nhiều ca được phát hiện ở ổ dịch liên quan chợ Đập Đá, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, chợ Thanh Giang, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã thông báo tạm dừng tiếp nhận công dân Bình Định tự ý, tự phát về tỉnh Bình Định từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Những ngày gần đây thì có trên 16.000 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam tự ý, tự phát trở về. Trong đó có nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn và hiện năng lực cách ly y tế tập trung của tỉnh Bình Định đã quá tải, phải sử dụng hầu hết các cơ sở giáo dục tại các xã, phường, thị trấn để tổ chức cách ly y tế tập trung, nhưng đã có nhiều khó khăn, hạn chế trong khâu quản lý vận hành sinh hoạt xử lý rác thải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội đồng Hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón 743 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Trong thời gian tới, tỉnh này tiếp tục phối hợp với Hội đồng Hương tỉnh Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lên kế hoạch đón công dân Bình Định về tỉnh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Và đó là thông tin ngày 1 tháng 8 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt anh em.